Picasso. Brand tỏ ra hiệu quả hơn Mbappe. Schuller vượt qua Trippier. Buffon Group vượt qua. Và khó khăn ở Bundesliga. Vào thứ bảy, họ hành quân đến Augsburg ở Bavaria, đội bị thứ 10 trên bảng xếp hạng. Vậy sao? Tạo ra một số cơ hội thông qua Marco Reus. Và Benzema đi. Mọi người đều có phần. Tiền vệ có khả năng tung ra pha tỉa bóng đột biến, kéo sập hàng thủ đối phương. Trên phương diện hệ thống thì hàng thủ cũng chỉ đạo.